Ngọc nói gì? Mẹ đâu có dục iPad, mẹ đi sạc iPad cho con với chị hai mà. Chị hai nói mẹ đi dục iPad hả? Là chị hai nói với con là mẹ chị hai thấy mẹ đi dục iPad hả? Trời đất ơi, là chị hai nói xạo hả con? Rồi con lật đật con chạy vô con kiếm mẹ phải không? Hồ ơi, nghĩ sao mẹ đi dục iPad, iPad mua tiền không mà đi nghĩ sao dục? Chị hai đang làm gì vậy? Chị hai giận con hả? Chị hai nhìn con á hả? Nhìn con thì vậy làm chi vậy? À, đâu đi lên đây hai mẹ con mình nói chuyện với nhau cái coi. Trời ơi, dạo này chị hai cũng xạo xự dữ ha. Lại đây coi, lại đây con. Lại coi, con nhìn chị hai á hả? Con nhìn chị hai á hả? Coi chị hai có nhìn con không hả? Đi lên đây với mẹ, lên đây, ta nhìn thử coi chị hai có nhìn không đó. Đi lên ghế ngồi, chị hai không có thấy, mau lên. Từ nãy giờ mẹ dọn dẹp nhà cửa gần chết nè, không phụ mẹ nữa mà đi đâu vậy? Hử? Chị hai đang làm gì vậy? Con có học nhảy không? Trời, con học lén đi cho mẹ đỡ tốn tiền. Con đứng con nhìn đi rồi con học theo, con thông minh mà. Nha, cho mẹ đỡ tốn tiền. Ừ. Đâu, chị hai nãy chị hai nhảy sao đâu, con có thấy được không? Con bắt chước được không? Con nhảy lại cho mẹ coi coi. Nhảy sao? Chị hai nhảy sao? Tập gì vậy? Tập thể dục hả? Ủa sao nó đẹp dữ vậy ta? Ngọc ơi. Ừ, càng ngày càng lớn càng đẹp làm sao vậy? Hả? Ăn cơm no chưa? Sao con bóng bướm bướm? Là con thấy con nói con biết không phải là mama mà chỉ là bướm bướm bình thường thôi hả? Cho nên là không, con bắn làm sao còn hung đâu, con bắn lại cho mẹ coi coi. À bắn vậy hả con, mình phải bắn mạnh lên nó mới trúng được chứ. Nè bây giờ làm mạnh lên là thử là diễn lại cho mẹ coi coi. Khỏi đi, ngồi xuống đi, mình diễn thôi cũng được nữa, mình diễn đó vậy hả? Ồ đâu đâu đâu, lại mẹ coi coi, làm lại coi. Ồ bắn vậy hả con, vậy mà nó không trúng hả con? Trời ơi, bự bự quá hả con, không trúng hả? Vậy mai mốt con rút kinh nghiệm nha, con bắn. À mua cho con thun rồi con bắn con mấy con bướm bướm bình thường hả? À? Thấy chưa cô chú, thấy hay chưa, tay tài giỏi ghê không? Hôm nay ta biết đi bắn bướm bướm rồi đó nha. Ai dạy con cái cách bắn đó vậy? Đâu con bắn lại cho cô chú coi coi. Wow. Mình có nhắm không con? Mình nhắm con bướm ở trên đó đó hả? Là mình phải che con mắt lại vậy hả? Là mình mới thấy được con bướm bướm hả? Ủa sao nó hay dữ vậy ta? Đúng là thần đồng luôn á. Đâu con bắn lại cho mẹ coi hứa coi. Trời ơi đó, mai mốt cô chú mà thấy bướm bướm là cô chú phải bắn vậy đó nha. Rồi có trúng không con? Mà bữa hổm tới giờ là con có bắn được con nào chưa? À là con bắn được con muỗi rồi á hả? Sao càng ngày nó càng đẹp mấy chị? Con đừng cùng phun con đừng có tay luôn. Ồ con ơi, mẹ nói thiệt với con nha, hôm nay con rất là đẹp. Lắm á nha cô chú nha, hái hoa bắt bướm phụ mẹ nữa.
con nhỏ căng nhiều ái tông dẫm. Ừ, con đẹp quá à. Chúc con live stream với mẹ nha. Dạ. Trời ơi, cái miệng càng ngày mẹ thấy càng đẹp á. Cái miệng giống ai ạ? Cái miệng giống mẹ quá ba. Không, giống ba chứ làm gì có giống mẹ. Cái miệng giống y chang ba luôn á. Mà cái miệng của ba con thấy đẹp không? Có. Thiệt không? Mẹ với miệng ba con thấy miệng ai đẹp hơn? Mẹ là cái mắt, còn ba là miệng. À, là giống cái mẹ cái mắt, còn giống ba cái miệng hả? Dạ. Là đẹp hả? Rồi rồi bây giờ cái miệng càng ngày thấy giống ba đó. Đẹp nha, chúc mừng cái miệng giống ba nha. Cái miệng ngoài có luôn á. Biết không? Cái miệng giống cô chú. Cô chú có cái miệng giống vậy không? Cái miệng giống ai đó lại nghe coi. Cái miệng giống cô chú. Trời ơi, sự biết định dễ sợ. Bữa hổm giờ có ai tặng con quà gì nữa không? Dạ có. Cô chú tặng con gì à? Bây giờ con thích gì con nói cô chú trên đây, cô chú comment cho cô chú tặng con. Con thích bánh. Con thích bánh hả? Bánh kem. À, gần đến sinh nhật của Ngọc rồi nè. Cho nên là cô chú nhớ hảo bánh kem cho tặng cho Ngọc nha. Hảo bánh kem màu trắng giống hạt bụi. Dạ bánh kem giống hạt bụi. Món kem màu gì? Bánh kem màu vàng. Ừ, rồi màu gì nữa? Rồi màu trắng. Đúng rồi, sức tới mẹ nói chuyện cái câu. Rồi có em ta đi tu ở chân. Cười. À, con kia cười. Cười vậy nè. Trời ơi, cười sao con cười sao? Cười sao? Cười vậy nè. Trời ơi, đẹp dữ rồi ta. Càng ngày còn biết nói chuyện dễ thương quá. Dạ, đây con ngoan chưa? Dạ rồi. Con có còn giận mẹ nữa không? Dạ không. Con có giận mẹ bao giờ không? Dạ không. Con là con của mẹ mà, con có được giận mẹ nghe chưa? Dạ. Chỉ có mẹ mới được quýnh con thôi, chứ còn ngoài ra con không có được giận mẹ nha. Biết dạ, không? Dạ. Giỏi quá à. Dạo này ngoan, may học nha. Dạ. Dạ. Con biết học giỏi. Học bổ con chỉ học hết xong rồi. Xong rồi con uống hết cái sữa á. Ừ, mai đi học nha. Dạ không. Sao không đi học? Con không thích đi học. Xong đi học đi, học mới ngoan được chứ. Không. Ở nhà lớn quá trời rồi. Đi học đi. Không. Đó, con gái đang đứng kìa. Tập yoga nha cô chú nha, tập yoga đó. Em Phi có biết con vậy không? Không. Không hả? Chỉ có mình con biết thôi. Phải không? Chiều nay em Phi lên hỏi em Phi coi em Phi có biết là em Phi có biết làm giống chị hai không à? Chị ba không nha. Nha. Học mấy mẹ rồi nha. Chị hai vô kìa. Sao? Ngọc nói là chị hai nó sợ mẹ dục a bá. Chị nghe đúng đâu mẹ dục a bá. Chị nghe kỳ cục rơi. À, kêu Ngọc tin chị nghe chi. Làm chị nói người ta phải tin chứ sao nó tao không tin. Rồi, nè bye bye cô chú đi nè. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.